vị và các bạn là đường dẫn vào dãy nhà tầng 8 có địa chỉ số 9/67 khu phân lô cao cấp Kiều Sơn. Dãy nhà được thiết kế mới kiểu dáng hiện đại với kiến trúc 4 tầng kiên cố, xây dựng trên thềm đá có diện tích 57m2 với chiều rộng là 4m. Mặt tiền của dãy nhà quay hướng tây bắc, nằm trên trục đường chính rộng để hiện nội bộ hai bên, không gian thoáng mát yên tĩnh. Tầng 1 được chủ nhà thiết kế là phòng khách có thể làm gara để xe với diện tích khoảng 25m2. Cầu thang có vị trí ở giữa nhà, mặt cầu thang là ốp đá, tay vịn và lan can được làm bằng gỗ tự nhiên. Bếp và phòng ăn có vị trí ở phía sau nhà. Mặt bếp được ốp đá, tủ và kệ bếp được làm bằng gỗ tự nhiên. Phía cuối nhà là nhà vệ sinh và khe thoáng lưu thông. Tôi gỡ một thang đi lên, mời quý vị tham quan tầng thứ 2 của căn nhà. Phòng ngủ thứ nhất có vị trí ở phía sau nhà. Một cửa sổ được thiết kế mở hướng khe thoáng cuối nhà. Không gian trước nhà là phòng ngủ thứ hai. Một cửa kính lớn được mở hướng ban công giúp cung cấp ánh sáng và không khí thoáng tự nhiên cho cả căn phòng. Phía ngoài hai căn phòng là nhà vệ sinh, được chủ nhà lắp những trang thiết bị cao cấp và hiện đại. Cầu thang tiếp tục dẫn quý vị và các bạn tham quan tầng thứ 3 của căn nhà. Phía sau nhà và ngay dưới thang đi lên là căn phòng ngủ thứ 3, được thiết kế giống căn phòng thứ nhất. Không gian trước nhà là phòng ngủ thứ 4, được thiết kế giống căn phòng thứ 2. Phía ngoài hành lang là nhà vệ sinh chung với nhiều trang thiết bị hiện đại. Cuối cùng là không gian tầng thứ 4, cũng là tầng thượng của căn nhà. Phòng thờ có vị trí ở phía sau nhà trên tầng 4. Đây chính là không gian cao nhất và tôn nghiêm nhất của ngôi nhà. Ngay dưới bậc thang đi lên là phòng giặt và sân phơi. Phía ngoài là ban công, không gian mở thích hợp cho việc tập thể dục hoặc trồng tiểu cảnh. Ngôi nhà nằm trong khu dân cư đông, an ninh tốt, giao thông thuận tiện, không gian xung quanh thoáng mát, yên tĩnh.